Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lên con XTD14. XTD14 ha. Máy pin sạc adapter. Con này là máy sản xuất tại Trung Quốc, xuất cho thị trường Mỹ. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất cho thị trường Mỹ nha. Nhớ nghe anh em nghe kỹ nha. Rồi. Đây. Dòng tua không tải là 1.100 dòng phút, khi tối đa là 2.100 dòng phút. Và khi có tải là 1.100 dòng phút đến 2-3.800 dòng phút nha, là khi được có tải nha. Máy này có ba cấp độ. Số này là nhanh nhất, vừa, chậm. Và cái này là cái chế độ chống gãy vít ha. Chế độ này là chế độ chống gãy vít. Cái đèn này bóp 3 giây thì sẽ sáng đèn. 3 giây tắt đèn, 3 giây sáng đèn ha. Rồi, giờ hiện tại là đầu vít này là đầu vít ngắn. Đầu vít này là đầu vít ngắn nha. Đầu vít ngắn mình nhét vô là nó sẽ không giữ được, sẽ rút ra ha. Thì mình anh em về anh em nhớ cái mài cho nó ngắn đi, lại cái chân vít này nè, cái chân vít nè đó, như vậy giờ mình mài ngắn đi tí xíu là nó nhét vô được ha. Rồi thì đây một bộ này gồm máy pin sạc ha, máy pin sạc adapter. Bạn nào muốn đóng pin zin thì báo mình sẽ đóng pin zin. Còn anh em coi nhớ đăng ký kênh giùm mình ha. Rồi. Bây giờ mình thử mình test máy. Vít này 12 phân ha. Cái này đang để cái đầu bấm để vít. Rồi. Giờ bắn mạnh ha. Con này gãy luôn. Con này gãy mất tiêu. Đó là nấc mạnh nhất ha. Mạnh vừa. Bắn con kiếm con khác bắn vô. Nút dừa đi ha. Bây giờ bắn nút dừa. Đó, đây là nút dừa ha. Nút này nó chậm thì bắn vô những cái gì nhẹ nhẹ, nó vừa tới đó nó không được, không chạy vô được nữa ha. Rồi các bạn coi, mấy bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Rồi mình cho nó ra đi. Đây, bộ này là máy pin sạc. Máy pin sạc, pin này pin LG tháo máy. Dung lượng thật của nó là khoảng 2.6. Nhưng mà cái này anh em mình xài rồi, pin này đã có xài rồi thì dung lượng nó xuống còn khoảng 2 chấm thôi. Thì cục máy mình bán bộ này, máy pin sạc, pin mà pin LG tháo máy 1.6 á, 2.6 á, thì là bộ này là 2.500.000. 2.500.000 nha, bộ này 2.500.000. Là pin 1.6, pin 2.6. Là pin không có cái tem này là không có nè ha.
pin tem không có. Đây là sale LG tháo máy 2,5 triệu một bộ máy pin sạc. Còn sale mà sale Lysen mới, đóng mới thì bộ đó là 2,8 triệu nha. Còn mà đóng mà sale mà tốt hơn nữa thì có sale Samsung. Rồi đây. Anh em coi nhớ đăng ký kênh cho mình ha. Bộ này 2,6 triệu, bộ này 2,5 triệu mà sale mới là 2,8 triệu. Rồi, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã coi kênh. Ok, bye bye.